Thưa các bạn, chúng ta vừa nghe qua một cái đoạn lời ca khúc trong bài hát Nguyệt Ca của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do ca sĩ Khánh Ly thể hiện. Và thưa các bạn, đó là những giọng ca rất là êm ái, chân thực, tràn đầy cảm xúc, diễn tả cái nội tâm, những cái cảm xúc, những cái tình cảm nó rất là chân thật và mộc mạc. Và lấy cảm hứng từ bài hát Nguyệt Ca của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì Eurotime có ra đời một bộ sưu tập là bộ sưu tập Nguyệt Ca. Và với những họa tiết được làm giống như là những cái cảm hứng từ chân thực, sự chân thực và sự tinh tế để đưa vào trong các cái sản phẩm của mình và tạo ra những cái sản phẩm có bề mặt nó giống như là những bãi cát trải dài trên biển. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta đến với một sản phẩm nằm trong bộ sưu tập Nguyệt Ca của Eurotime với mã sản phẩm là EUNGC I01, thưa các bạn. Và chúng ta sẽ khám phá ngay sản phẩm của ngày hôm nay. Thưa các bạn, đây là mã sản phẩm là NGC I01. Dòng sản phẩm này có kích thước là 45 x 90 đơn vị là cm, kích thước khá là lớn. Và dòng sản phẩm này sử dụng, chúng ta thấy là cái lớp hoa văn bề mặt được lấy cảm hứng trong bài hát Nguyệt Ca. Và chúng ta thấy là những cái hoa văn rất là mộc mạc, giản dị và nhẹ nhàng trong cái bộ sưu tập này đó. Và dòng sản phẩm này sử dụng cái lớp men ấy là men mát hay còn gọi là men nhám, thì tạo ra cái độ chống trơn trượt khi chúng ta sử dụng để đi lại trên bề mặt. Và dòng sản phẩm này với mã là Y01 thì có 5 face, random 5 face. Có nghĩa là một cái mã này nhưng có 5 cái họa tiết bề mặt khác nhau để nó chống, để nó tránh đi cái sự là trùng lặp, nó tạo ra cái sự tự nhiên khi chúng ta sử dụng để hoàn thiện cái bề mặt công trình. Và một cái hộp gạch thì nó có 4 viên. Có nghĩa là một hộp gạch có 4 trong 4 random 4 trong 5 cái face, 4 trong 5 cái mã, 5 cái kiểu dáng gạch khác nhau để chúng ta là khi chúng ta ốp lát lên bề mặt thì nó sẽ tạo ra cái sự tự nhiên. Nó sẽ tránh được cái sự trùng lặp nhân tạo, thì nó tạo ra cái sự tinh tế hơn cho cái công trình của chúng ta. Và do gạch này sử dụng phần xương này là porcelain các bạn nhé. Có ký hiệu của Eurotime và xương gạch là xương porcelain. Eurotime này là mình lật ngược viên gạch nên là nó hơi bị ngược một tẹo, nhưng mà đấy, nó có những cái ký hiệu là gạch của Eurotime, gạch là porcelain. Vì vậy dòng gạch này thì có độ cứng khá là cao, khả năng chịu lực tương đối tốt, độ bền tương đối cao và có khả năng chống hút ẩm khá là tốt. Vì vậy là sử dụng cho công trình thì nó có khả năng, thứ nhất là sử dụng được rất là đa dạng, đáp ứng được rất là nhiều công trình. Thứ hai là độ bền và tuổi thọ cũng tương đối là cao. Cho nên là, nhưng mà với cái kích thước là 45 x 90 thì chúng ta lưu ý rằng là kích thước cũng khá là lớn. Vì vậy sẽ là sử dụng ở những khu vực không gian có diện tích là rộng thì sẽ phù hợp. Ví dụ như sử dụng trong sảnh này, trung tâm thương mại này, hay là các cái nhà hàng khách sạn, hay là những khu vực công cộng vân, thì chúng ta sử dụng những kích thước này. Thường ngày này thì thường sử dụng để lát thôi các bạn, với kích thước lớn như vậy thì chúng ta lát về mặt hoặc là hành lang. Thì như vậy là chúng ta đã xem những thông tin cơ bản về cái dòng sản phẩm này. Và hiện giá của sản phẩm ấy, mà niêm yết là giá hiện nay niêm yết là khoảng 510.000 một mét vuông nhá. Giá cũ là 440, thế nhưng mà đó là giá niêm yết. Nếu các bạn có thể đến các cửa hàng đại lý của Bùi Minh thì các bạn có thể mua với giá sản phẩm với giá chiết khấu tốt hơn. Hiện nay thì Bùi Minh đã bán sản phẩm tại các địa chỉ là BT3 lô 8, khu đô thị Vinaconex 3, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, hoặc địa chỉ số 2 là số 285 Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Và địa chỉ số 3 là số 2 Phố Sống, Hà Đông, Hà Nội. Các bạn có thể đến tận nơi xem chi tiết và chọn mua sản phẩm với giá được ưu đãi. Và các bạn cũng có thể liên hệ với Bùi Minh theo số hotline ở ngay bên dưới video này, hoặc là để lại những comment, những cái câu hỏi của các bạn ở bên dưới để Bùi Minh có thể là giải đáp cho các bạn. Video của chúng tôi đến đây xin được kết thúc. Xin chào và vui lòng, rất là vui vẻ được gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Đến với công ty Bùi Minh, chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng, bảo hành chính hãng, hoàn tiền 500% khi phát hiện hàng giả, hàng nhái, giao hàng toàn quốc,
cam kết giá luôn luôn tốt nhất trên thị trường, dịch vụ trước và sau bán hàng chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, sản phẩm được giao hàng miễn phí đến chân công trình tại Hà Nội, luôn có chế độ hậu mãi, khuyến mãi cho mọi đối tượng khách hàng. Liên hệ ngay hotline 0968 458 885 để nhận được báo giá tốt nhất.